Bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể dùng bốn niệm trụ để biết, vì lìa tướng của bốn niệm trụ chẳng thể dùng bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để biết, vì lìa tướng của bốn tránh đoạn cho đến tướng của tám chi thánh đạo. Bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể dùng pháp môn giải thoát không để biết Vì lìa tướng của pháp môn giải thoát không Chẳng thể dùng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để biết Vì lìa tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện Bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể dùng mười địa Bồ Tát để biết Vì lìa tướng của mười địa Bồ Tát Bát nhã ba la mật đa như thế Chẳng thể dùng năm loại mắt để biết Vì lìa tướng của năm loại mắt chẳng thể dùng sáu phép thần thông để biết vì lìa tướng của sáu phép thần thông, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng thể dùng mười lực Phật để biết vì lìa tướng của mười lực Phật, chẳng thể dùng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng để biết vì lìa tướng của bốn điều không sợ cho đến tướng của mười tám pháp Phật bất cộng. Bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng thể dùng pháp không quên mất để biết vì lìa tướng của pháp không quên mất chẳng thể dùng tánh luôn luôn xả để biết vì lìa tướng của tánh luôn luôn xả bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể dùng trí nhất thiết để biết vì lìa tướng của trí nhất thiết chẳng thể dùng trí đạo tướng trí nhất thiết tướng để biết vì lìa tướng của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể dùng tất cả pháp môn đà la ni để biết vì lìa tướng của tất cả pháp môn đà la ni chẳng thể dùng tất cả pháp môn tam ma địa để biết vì lìa tướng của tất cả pháp môn tam ma địa bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể dùng quả dự lưu để biết vì lìa tướng của quả dự lưu chẳng thể dùng quả nhất lai bất hoàn a la hán để biết vì lìa tướng của quả nhất lai bất hoàn a la hán bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể dùng quả vị độc giác để biết vì lìa tướng của quả vị độc giác bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể dùng tất cả hạnh đại bồ tát để biết vì lìa tướng của tất cả hạnh đại bồ tát bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể dùng quả vị giác ngộ cao tột của chư phật để biết vì lìa tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật